giao dịch với khách hàng và thực hiện các cái quy trình cụ thể, tức là tác nghiệp rồi mà đúng không, thực hiện các cái quy trình cụ thể như là bán hàng, như là gọi tư vấn cho khách hàng, các cái chương trình tương tác để chăm sóc với khách hàng, tiếp thụ tiếp thị, hoặc là chúng ta thực hiện những cái dịch vụ khách hàng đó. Thì để mà chúng ta có thể cải thiện được cái quá trình này thì chúng ta sẽ ứng dụng cái việc tự động hóa vào trong đó nhiều hơn. Ví dụ như là thay vì hàng ngày á là phải hoặc là tới cái ngày nào đó phải gửi email nhắc khách hàng là trả tiền cho tôi đi, thì là trên cái hệ thống này nó tự động rồi. Tức là ví dụ như là các bạn xác định cái hạn mức tín dụng cho khách hàng A đó đúng không ạ, cái hạn mức tín dụng là được nợ là bao nhiêu tiền, và được nợ như vậy thì thu tiền 3 lần, mỗi lần là bao nhiêu vào ngày nào. Vậy thì tới cái ngày đó đó thì sẽ có email tự động gửi cho khách hàng để nhắc nợ là trả nợ cho tôi đi đó, thay vì là chúng ta phải phải theo vết từng khách hàng, chúng ta phải làm thủ công á. Thì để mà chúng ta có cái CRM tác nghiệp nó hiệu quả thì chúng ta sẽ ứng dụng cái việc tự động hóa trong nhiều các cái hoạt động để mà chúng ta cải thiện các cái tương tác và các cái hành vi này của mình. Ngoài ra thì hiện nay các cái công ty người ta còn sử dụng một cái CRM phối hợp, hay còn gọi là CRM hợp tác mà hồi nãy mà cô có nói là mình kết hợp với đối tác để mà chúng ta khai thác được cái cơ sở dữ liệu đó. Thì ở đây không chỉ là khai thác các cái cơ sở dữ liệu mà nó còn cho phép các cái doanh nghiệp độc lập kết hợp với nhau, đồng thời là chia sẻ, san sẻ những cái nỗ lực với nhau để phục vụ khách hàng một cách hiệu quả hơn. Ví dụ như là hỗ trợ nhau về điều kiện cơ sở vật chất, ví dụ như là Coca-Cola và Nestle, người ta phối hợp với nhau. Nestle thì có một cái mạng lưới phân phối rộng khắp ở trên thế giới đúng không ạ, về cái chuỗi tiêu dùng bán lẻ do chính Nestle sở hữu, còn Coca-Cola thì là có một cái mặt hàng nước giải khát được rất là nhiều người yêu mến. Vậy thì hai cái này người ta kết hợp lại với nhau. Coca-Cola thì tận dụng được cái hệ thống kênh phân phối bán lẻ tự mà chủ sở hữu của Nestle, còn Nestle thì có thêm một lượng khách hàng rất lớn từ Coca-Cola, tức là lôi họ vào cửa hàng của mình để mua Coca-Cola, nhưng trong khi đó họ mua Coca-Cola họ còn mua thêm những thứ bán lẻ khác nữa từ cửa hàng này. Thì đó cũng là một cách chúng ta phối hợp kết hợp lại để mà chúng ta có được cái nguồn khách hàng từ các bên, ngoài cái việc là chúng ta khai thác cơ sở dữ liệu khách hàng. Vậy thì chúng nó cho phép các cái thông tin có giá trị hoặc là những cái hoạt động có giá trị được chia sẻ trong suốt cái chuỗi cung ứng của các bên tham gia, thì nó có thêm một cái loại CM phối hợp nữa ha. Thì cụ thể đó thì quản lý quan hệ khách hàng chiến lược á, thì chúng ta phải lập được một cái kế hoạch hành động hoặc là có một cái tầm nhìn, tức là ở cái mức khái quát nhất để thay đổi cái quan điểm, thay đổi cái quy trình công nghệ để đạt được cái mục tiêu liên quan tới khách hàng. Đầu tiên bây giờ các bạn phải có quy trình đúng không? Sau khi mà chuẩn bị xong cái quan điểm của mình là mình phải thay đổi rồi, thì mình phải có quy trình cụ thể. Chứ bây giờ mình thay đổi rồi nhưng mà quy trình của mình là bán hàng, được quản lý vẫn còn rất là nhập nhằng như vậy, và nó không có các cái giai đoạn cụ thể. Ví dụ như khách hàng phải phân loại khách hàng ra đúng không ạ, phân họ loại theo từng nhóm khách hàng không nói gì rồi, còn trong CRM thì phải phân loại là từng giai đoạn khách hàng nữa, rồi quản lý từng cái giai đoạn nó như thế nào. Chúng ta phải có một cái tầm nhìn tổng quan trước đúng không, và thay đổi cụ thể đó là gì ạ, phải có được cái văn hóa đó là lấy khách hàng làm trung tâm, phải quan tâm tới khách hàng, phải thu hút và duy trì khách hàng, chứ đừng có tập trung vào là marketing giao dịch đúng không ạ. Tức là đừng quan tâm tới việc là chúng ta chốt xong rồi ấy, là chốt sale xong rồi khách hàng thì kệ khách hàng, mình thì miễn sao có tiền là được, là không được đúng không. Rồi là tăng cường tốt nhất cái hệ thống quản trị, các cái thông điệp để tạo ra cái giá trị cho khách hàng, cũng như là phải có một cái hệ thống khen thưởng thúc đẩy hành vi nhân viên. Bởi vì là khi mà các bạn thực hiện CRM tự động đó, thì nó trao quyền cho nhân viên rất là nhiều, và thường là chúng ta không phải quản lý kiểm soát trên cái gọi là cái công việc cụ thể của nhân viên nữa, mà chúng ta sẽ quản lý ở cái chỉ tiêu mà mình đặt ra xem nhân viên có đạt được hay không thôi. Thì mà chúng ta trao trao cái gọi là cái quyền cho họ như vậy đó, gọi là quản trị theo mục tiêu á, thì chúng ta phải có một cái hệ thống khen thưởng nó phù hợp với cái phương pháp đó để mà chúng ta thúc đẩy cái động lực, làm cái động lực cho nhân viên làm việc một cách tốt hơn.
Cái loại thứ hai đó chính là chiến lược quản lý, quản trị quan hệ khách hàng. Phân tích thì chúng ta phân tích cái gì? Để mà phân tích thì chúng ta phải có một cái nền tảng thông tin, và hiện nay người ta gọi là cái big data, nó cái dữ liệu lớn á. Cho nên là nếu như chúng ta không quan tâm tới cái việc là lưu trữ thông tin, tìm kiếm thông tin và sử dụng những cái thông tin này để mà đưa ra các cái quyết định á, thì nó cũng không thể nào thực hiện được xem. Đó, cho nên là chúng ta phải tìm được những cái nguồn về dữ liệu của khách hàng từ nội bộ này, từ bên ngoài này, rồi phải có cái cơ sở dữ liệu quan hệ, nó chúng ta phải quản lý nó. Rồi để mà quản lý tốt thì chúng ta phải có cái công cụ để hỗ trợ chúng ta truy vấn thông minh. Tức là không phải là các bạn dò xong rồi các bạn ghi ra, mà nó có những cái lệnh ở trên những cái phần mềm để hỗ trợ chúng ta, bởi vì cái big data này nó siêu lớn, nó cực kỳ lớn. Thậm chí là các bạn phải truy vấn thông tin từ 10 cái bảng biểu khác nhau thì nó mới ra được một cái tệp thông tin mà các bạn cần. Đó. Thậm chí là 20-30 cái bảng biểu khác nhau, từ rất nhiều các hóa đơn khác nhau nó mới tổng hợp lại được. À, vậy thì sao? Vậy thì chúng ta cần phải có một cái sự hỗ trợ từ công nghệ, từ các cái phần mềm hoặc là cái hệ thống truy vấn thông minh. Chứ nếu như không có thì cũng sẽ hoạt động không có hiệu quả ha. Còn cái chiến lược quản lý quan hệ khách hàng hoạt động á, thì chúng ta như hồi nãy cô nói là chúng ta tự động hóa quy trình kinh doanh với khách hàng. Đó. Thì để tự động hóa thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phần mềm về CRM này, hoặc là bán hàng, hoặc là dịch vụ tự động, hoặc là tích hợp các cái hoạt động này lại với nhau. Thì ở trên thị trường thì các công ty lớn người ta có thể là có cái bộ phận người ta tự phát triển các cái phần mềm để quản lý riêng, còn nếu như những công ty nhỏ thì cũng có rất là nhiều các cái sự lựa chọn khác khi mà chúng ta đặt làm bên ngoài hoặc là mua sẵn các cái phần mềm ở bên ngoài về. Thì ví dụ như là tự động hóa tiếp thị, ví dụ quản lý chiến dịch nè, ví dụ như là các bạn đưa ra một cái chiến dịch về marketing nào đó thì đặt cái thời gian, hoặc là các bạn muốn trình diễn ở các cái diễn đàn, hoặc là những cái điểm tương tác với khách hàng nào đó, thì chúng ta có thể đặt tự động, và chúng ta chỉ cần một cái lệnh thôi, nó sẽ tự động đưa cái thông điệp mà chúng ta cần phải cung cấp cho khách hàng lên tất cả những cái nền tảng đó. Rồi hoặc là chúng ta tổ chức tiếp thị, tổ chức dựa trên các cái sự kiện nhỏ hơn cho từng nhóm khách hàng riêng biệt, tùy chúng ta tùy biến, đúng không ạ? Tùy biến cho nó tối ưu nhất thôi. Rồi một cái ưu điểm nữa đó là chúng ta sẽ tự động hóa được cái vấn đề về quản lý lực lượng bán hàng. Ví dụ như là nó cho các bạn truy cập vào trong một cái nền tảng và chia ra thành nhiều cái tài khoản khoản khác nhau cho nhân viên bán hàng của mình, rồi quản lý về tài khoản cho nhân viên. Rồi là ví dụ như cái giờ nhân viên đến, giờ nhân viên truy cập, rồi khi về thì có thể là chấm công tự động ở trên tài khoản của mình luôn. Rồi có những cái chỉ dẫn, như một cái nhân viên mới vào thì sẽ có một cái hệ thống chỉ dẫn tự động ở trên cái phần mềm nó, các cái bước thực hiện ở trong cái bước thực hiện cái gọi là cái thao tác ở trên cái phần mềm nó như thế nào và ý nghĩa như thế nào vân vân đó, thì nó cũng sẽ có các cái chỉ dẫn cụ thể nè. Rồi là quản lý các cơ hội bán hàng, tức là theo theo vết những cái cơ hội bán hàng mà chúng ta có đó. Như hồi nãy cô nói với các bạn là khách hàng này thì mình đã tương tác hoặc là mình đã đi tới được cái giai đoạn nào rồi, còn khách hàng B thì sao, và từng khách hàng như vậy thì còn những công việc nào phải thực hiện, tới giờ tới phút tới giây nào chúng ta phải tương tác và bằng phương pháp nào, và thông tin cần đưa cho khách hàng là gì. Rồi là báo giá và đề nghị cũng là tự động, tức là báo giá và đơn hàng tự động nè. Rồi các bạn cũng có thể là cấu hình hoặc là demo cái sản phẩm dựa trên cái nền tảng công nghệ, ví dụ gửi hình ảnh hoặc là video clip minh họa vân vân. Rồi là cấu hình về sản phẩm 3D thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều. Rồi tự động hóa dịch vụ thì chúng ta quản lý từng trường hợp khách hàng, hoặc từng cái ngành hàng, hoặc là từng nhóm khách hàng. Ở đây chúng ta quản lý truyền thông, rồi là quản lý cái gì ạ? Quản lý kho hàng này, ví dụ như hàng đợi này, hoặc là chúng ta cũng có thể là định tuyến bán hàng, tức là vẽ những cái lộ lộ trình, những cái router bán hàng cho khách hàng ở trên cho nhân viên bán hàng đi bán ở trên cái tuyến phân phối đó, thì mình cũng có thể quản lý qua cái phần mềm này luôn đó. Rồi các bạn thấy là ở đây thì sẵn thì nói luôn, thì các bạn thấy là cái vấn đề mà tự động hóa trong quản lý lực lượng bán hàng đó, nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Ngày xưa thì
các bạn thấy là supervisor còn phải đi trên thị trường quản lý nhân viên, lâu lâu đi kiểm tra đột xuất hoặc là đi với nhân viên của mình xem họ có thực sự làm những công việc đó không. Còn bây giờ thì quản lý nhân viên dễ lắm, coi như là đơn hàng thì cũng không cần tới chiều mình mới thống kê được, mà trên cái phần mềm quản lý bán hàng á, nó chia ra các cái tài khoản cho từng cái nhân viên và nó vẽ cái lộ trình ở trên đó luôn. Lộ trình là gì ạ? Là một ngày các bạn phải bán cho những điểm bán hàng nào, cho những khách hàng nào. Và ví dụ như là bán hàng cho cô chẳng hạn ha, thì khi mà các bạn tới chỗ cô rồi đó thì các bạn đề nghị đơn hàng và cô mua bao nhiêu thì các bạn sẽ báo cáo luôn, các bạn sẽ gọi là các bạn nhập đơn hàng lên trên cái hệ thống phần mềm đó luôn. Và cái hệ thống phần mềm đó nó sẽ chuyển cái đơn hàng này cho ai? Nó chuyển hàng cái đơn hàng này cho người quản lý của các bạn, ví dụ cho supervisor của các bạn, và nó chuyển hàng đơn hàng này cho ai nữa? Cho bên kho hàng hoặc là bên nhà phân phối đó, họ sẽ tiếp nhận cái đơn hàng này luôn. Họ cũng không cần hỏi bạn là hàng tới đó là bao nhiêu, tại vì trên đó là có thông tin số điện thoại, có địa chỉ, có số lượng đơn hàng, số lượng loại hàng mà cô mua rồi. Đó. Thì khi mà chốt cái đơn hàng nó gửi đi á, thì là tự giám sát bán hàng cũng biết được, rồi tự tự bên phân phối hàng, tức là bên nhà phân phối hoặc là bên kho hàng, người ta cũng nắm được và họ đi ship hàng tới, họ đi giao hàng tới cho cái người mua thôi. Và định tuyến bán hàng và quản lý trên tuyến bán hàng nó cũng rất là dễ dàng. Thì các bạn thấy là những cái người bán hàng tại các điểm outlet, sau khi họ tới rồi bắt đầu là họ chụp lại hình ảnh hàng hóa của mình, là rõ ràng mình tới mình bán rồi và mình thực hiện các dịch vụ cho khách hàng rồi, thì mình chụp hình nó, mình có cái ô, tức là có cái nút để mà các bạn đưa hình lên để mà báo cáo luôn, mình quản lý rất là dễ, nó hỗ trợ rất là nhiều thứ. Đó là về cái tự động hóa quản lý lực lượng bán hàng đó, nó hỗ trợ mình rất là nhiều. Ví dụ như là cái phần mềm mà SFA á, thì thường là công ty sẽ gọi là có cái lệnh gán á các bạn, gán cái dẫn dắt tự động và theo dõi cơ hội mà bán hàng á, tiến triển như thế nào thông qua các cái luồng bán hàng, và chúng ta kiểm soát được cho tới khi nó kết thúc luôn. Rồi còn quản lý cơ hội á, thì cho chúng ta xác định được những cái người dùng, tức là nó sẽ có dựa trên những cái nền tảng thông tin và mình sẽ xếp loại là khách hàng, những cái lead đó cái cơ hội chuyển đổi thành buyer là bao nhiêu, đúng không? Và khi mà chúng ta xác định được người dùng này thì giúp cho chúng ta tăng cái cơ hội bán nhiều hơn, tức là tăng cái việc chuyển đổi thành cái buyer nhiều hơn. Còn quản lý dẫn dắt á, có nghĩa là nó hỗ trợ chúng ta nuôi dưỡng khách hàng, tức là trong cái thuật ngữ của nó gọi là nuôi dưỡng khách hàng á các bạn, có nghĩa là chúng ta tìm hiểu những cái thông tin nè, rồi chúng ta bồi đắp, chúng ta dẫn dắt khách hàng để cho chúng ta duy tức là tạo dựng thay chúng ta tạo dựng cái mối quan hệ với khách hàng á, rồi dựa trên cái quản lý dẫn dắt này nè, chúng ta sẽ chuyển tới các nhân viên bán hàng thích hợp. Ví dụ như là quản lý những cái dẫn dắt này, khai thác những cái thông tin, sau khi mà khai thác xong á thì thấy là khách hàng này họ muốn mua là những cái sản phẩm cho nhà bếp chẳng hạn, thì chuyển tới cho nhân viên chuyên tư vấn và bán hàng những sản phẩm cho nhà bếp. Còn người này á, thì là họ quan tâm tới máy in hoặc là máy photocopy, tức là những cái thiết bị văn phòng á, thì chuyển tới cho nhân viên bán thiết bị văn phòng, thì rõ ràng họ sẽ tư vấn và họ sẽ bán hàng và tiếp tục dẫn dắt khách hàng này đi tới buyer nó tốt hơn so với việc là khách hàng đi mua gọi là máy photocopy mà giao cho cái đứa bán bếp ga, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng có thể sử dụng các cái ứng dụng cấu hình sản phẩm thì giúp cho nhân viên bán hàng, hoặc là những cái chính sách bán hàng, thậm chí là chúng ta sử dụng những cái cấu hình sản phẩm mà có thể tùy chỉnh các cái thiết kế mà nó tích hợp với công nghệ, tức là cho khách hàng tự chọn, tự tự chọn cái sản phẩm theo màu sắc. Ví dụ như là các bạn thấy là các bạn mua hàng trên Shopee á, đúng không? Nó chỉ các bạn tự chọn được đó, các bạn tự chọn size rồi chọn màu rồi chọn loại gì đó. Thì đó là cũng là một cái ứng dụng cấu hình sản phẩm khi mà khách hàng mua đó, rồi là tự động báo giá sản phẩm nữa, rồi là hoặc là gửi những cái catalog về dịch vụ hoặc là giải pháp cho khách hàng đó. Đó thì nó là thuộc cái nhóm là ứng dụng cấu hình sản phẩm. Còn cái tự động hóa dịch vụ á,
thì chúng ta sẽ sử dụng cũng tương tự như là cái tự động hóa kia thôi. Chúng ta sử dụng cái gọi là service automation, tức là áp dụng cái công nghệ để mà thao tác cái dịch vụ khách hàng. Thì cái tự động hóa dịch vụ này nè sẽ giúp cho công ty quản lý thao tác dịch vụ trong nhiều kênh. Ví dụ như họ có thể sử dụng trung tâm cuộc gọi, tức là cuộc gọi về tổng đài đó, những cái trung tâm liên lạc, hoặc là những cái dịch vụ về bảo hành, hoặc là chat, gọi là cái chatbot ha, hoặc là liên lạc trực tiếp với cái tần suất cũng như là cái thời gian chờ, nó sẽ rút ngắn lại, thời gian chờ sẽ rút ngắn lại. Và cái khách hàng thường là họ sẽ cảm giác là mình được quan tâm và cái vấn đề của mình được giải quyết một cách nó nhanh chóng và nó hiệu quả hơn. Thì người ta sử dụng các cái công nghệ là thường là sử dụng các cái công nghệ IVR ha, tức là Interactive Voice Response các bạn. Ví dụ như các bạn có thể thấy những cái tin nhắn tự động nè, hoặc là các bạn thấy là những cái tin nhắn thoại tự động cũng có nữa. Rồi là ví dụ như khi các bạn gọi về tổng đài chẳng hạn, thì nó sẽ set cho các bạn một cái cuộc trả lời tự động á, ví dụ như là trung tâm bảo hành của điện máy xanh xin chào quý khách, đúng không? Để mà giải quyết vấn đề gì đó thì là bấm phím máy đó, hoặc là xin quý khách chờ đợi trong vài phút thì chuyển tới nhân viên gì được gì đó. Đó thì cái kiểu đó là như vậy ha. Ngoài ra thì hiện nay các bạn thấy là khách hàng người ta có nhiều cái điểm tiếp xúc khác nhau ở trên mạng đúng không, mua mua sắm online đó, đặc biệt là trên mạng xã hội đó, cho nên là công ty cũng phải có cái kênh để mà tìm hiểu, cũng như là tìm hiểu là một phần và kiểm soát những cái thông tin là một phần khác trên các cái nền tảng hoặc là các cái phương tiện xã hội như là Facebook hoặc là Insta đúng không ạ, hoặc là Twitter chẳng hạn, để mà chúng ta tạo ra những cái cuộc đối thoại cần thiết, hoặc là kiểm soát những cái thông tin nào đó mà khách hàng đưa lên trên đó để chúng ta có thể giải quyết kịp thời. Chúng ta cũng có thể tận dụng cái gì ạ? Tận dụng cái nền tảng về mạng xã hội này để lôi kéo những cái người tham gia khác trong cuộc đàm thoại, thậm chí là chúng ta có thể là lôi kéo chính khách hàng của mình luôn. Ví dụ các bạn thấy ở trên Facebook mà nó có một cái gọi là hội những người sử dụng sản phẩm gì đó, ví dụ như là hội những người sử dụng MacBook chẳng hạn. Thì trong cái group này đó, ngoài cái việc là chúng ta có thể kiểm soát những cái thông tin, tức là chúng ta tạo những cái tài khoản do công ty quản lý vào để kiểm soát những cái thông tin và giải đáp một cách kịp thời cho khách hàng đó, thì chúng ta còn có thể trao cái quyền này lại cho những người tham gia khác. Ví dụ những cô lên cô hỏi một cái vấn đề gì, thì ví dụ như là bên công ty chưa kịp trả lời thì có rất nhiều người dùng khác, người ta vào người ta tương tác và người ta trả lời, thậm chí là người ta đưa ra những cái giải pháp. Và đây là một kênh mà chúng ta cũng có thể thu thập được cái dữ liệu, cái phản hồi hoặc cái tâm tư nguyện vọng của khách hàng rất là hiệu quả ha. Đó thì khi mà chúng ta sử dụng cái phần mềm tự động hóa dịch vụ á, thì nó cũng cho phép mình hoạt động một cách hiệu quả hơn. Rồi còn cái mô hình lý thuyết về ICID á, thì cả nhóm 3 và cả nhóm 4 đều đã phân tích rồi, đúng không ạ? Đã phân tích rồi thì cái mô hình này đó nó sẽ trải qua hai cái giai đoạn. Và các bạn thấy ở đây nè, thì hai cái giai đoạn này nó sẽ chia làm hai phần mà chúng ta có thể hình dung nôm na là cái hai cái giai đoạn đầu tiên khi nhận diện và phân biệt khách hàng á, thì chúng ta hầu hết là sử dụng cái CRM phân tích, tức là chúng ta cố gắng là chúng ta sử dụng các cái dữ liệu và các cái nền tảng để mà chúng ta tiếp xúc cũng như là phân tích khách hàng, đúng không ạ? Phân biệt khách hàng ra. Rồi trong cái giai đoạn tương tác và tùy biến á, thì đó là CRM tác nghiệp. Chúng ta phải hiểu đúng cái kỳ vọng của khách hàng dựa trên vấn đề mà chúng ta đã phân tích, đúng không ạ? Rồi là hiểu cái mối quan hệ của họ đối với công ty của mình hoặc đối với các công ty khác ở trong cái giai đoạn như thế nào. Còn giai đoạn tùy chỉnh thì chúng ta tùy biến thì chúng ta sẽ cung cấp
những cái dịch vụ sản phẩm hoặc là những cái truyền thông mà đảm bảo cái mong ước mà hoặc là cái mong muốn của khách hàng theo từng cái khách hàng riêng lẻ. Ở cái giai đoạn mà nhận diện á, thì các bạn cũng đã nêu ra các cái phương cách để mà chúng ta nhận diện rồi. Tuy nhiên, cái vấn đề ở đây là chúng ta sẽ ưu tiên nhận diện trên những cái dữ liệu nào. Thì đầu tiên là chúng ta tập trung vào dữ liệu hành vi, tức là cái hành vi mua của họ nó diễn ra như thế nào, có những cái đặc điểm nào mà chúng ta cần phải lưu ý. Đó là đặc điểm mua này, đúng không ạ? Họ mua những cái sản phẩm nào, khối lượng là bao nhiêu, màu sắc là như thế nào, giá cả làm sao, đúng không ạ? Thói quen họ mua, cái thời điểm như thế nào. Ví dụ như bà này mỗi lần khuyến mãi là bao nhiêu bà mua, không bao giờ bà mua hàng mà lúc mà không khuyến mãi cả. Rồi cái tần suất mua như thế nào, lặp đi lặp lại hay không, hay là tới khi mà giảm giá sát sàn rồi thì bà mới nhảy vô bà mua, đúng không ạ? Rồi tương tác với doanh nghiệp có nhiều hay là không, có hỏi nhiều hay là không, có yêu cầu các cái thông tin về sản phẩm dịch vụ nhiều hay không, họ sử dụng những cái kênh truyền thông nào. Rồi là cái hình thức họ sử dụng để tương tác với doanh nghiệp gì, họ hay chat với lại là cái người quản lý trang web, hay là họ mua hàng trên Facebook, hay họ mua qua app, hay là họ mua trực tiếp tại cửa hàng, đúng không ạ? Rồi cái sự tiêu thụ sản phẩm của họ như thế nào, vân vân. Đó, tức là chúng ta thu thập hết những cái dữ liệu liên quan tới hành vi. Còn dữ liệu về thái độ đó thì là gì? Ví dụ như là người này khó tính hay dễ tính, thuộc nhóm khách hàng nào, hoặc là phản ánh về sản phẩm đã làm sao, nó thể hiện qua cái mức độ hài lòng. Ví dụ như là mua hàng xong rồi cho 1 sao, cho 2 sao hay cho 5 sao, đúng không? Rồi là từ đó thì mình có thể khai thác được một số những cái dữ liệu về thái độ khác đối với cái đối thủ cạnh tranh. Ví dụ như là cái mức độ hài lòng của họ đối với sản phẩm của mình, hoặc là đối với vị thế cạnh tranh chẳng hạn. Rồi là sở thích, ước muốn, thậm chí là cái lối sống này, hoặc là cái thái độ của họ đối với cái việc ưa chuộng nhãn hiệu hoặc là sản phẩm của chúng ta như thế nào. Cái quan điểm, cái niềm tin của họ đối với thương hiệu, hoặc là đối với các quan điểm lớn hơn mà chúng ta có thể khai thác được. Ví dụ như là đối với là cái giá trị cá nhân và xã hội, hoặc là những cái ý kiến nào đó nó liên quan tới việc là sử dụng sản phẩm dịch vụ ở trong ngành của mình đó, thì mình có thể là ghi lại hết. Dữ liệu về nhân khẩu thì nó đơn giản thôi ha, tuổi nè, thu nhập, trình độ giáo dục, tình trạng hôn nhân nè, mức chi tiêu bình quân, thu nhập nè, rồi là tình trạng, tức là cái độ hộ gia đình của họ như thế nào, tình trạng hôn nhân, giới tính nè, thậm chí là chúng ta có thể quan sát được cái tài sản của họ, thu mức thu nhập của họ làm sao. Nếu như là chúng ta có cái chương trình là gọi cho trả góp đó, phải xác định hạn mức tín dụng đó, thì còn phải quan tâm tới việc là họ có đảm bảo được cái khoản nợ đó hay không nữa. Đó là những cái dữ liệu liên quan tới nhân khẩu. Các cái dữ liệu về hành vi, thái độ và nhân khẩu này mà cô vừa mới nói đó, thì thường là chúng ta sẽ nhận diện ở trong khách hàng B2C. Còn ở B2B thì chúng ta quan tâm tới cái gì, đúng không ạ? B2B thì cái đặc điểm trong tiêu dùng của nó như cô nói là gì, ở rất là nhiều người tham gia vào. Vậy thì chúng ta phải nhận diện được là có những cá nhân nào tham gia vào trong một cái mối quan hệ và vai trò của họ là gì, thì chúng ta cũng nhận diện và ghi nhận hết trong cơ sở dữ liệu khách hàng. Là sẽ có ai tham gia vào, người đi mua, đúng không ạ? Người đi mua là ai, là nam hay là nữ, rồi một số các đặc điểm cá nhân, nhận diện như thế nào. Rồi gì nữa, rồi những cái thông tin mà họ cần khi mà họ tham gia vào mối quan hệ. Rồi ví dụ như là người sử dụng, đúng không ạ? Người sử dụng thì họ không đi mua, nhưng mà vai trò của họ là mình có tiếp cận hay không, hay là tiếp cận gián tiếp qua cái người đi mua thôi. Rồi một số những cái thông tin cần cung cấp cho họ trong cái mối quan hệ mua bán của mình là gì? Đó, chúng ta phải xác định là được bao nhiêu người tham gia vào, vai trò của họ, ai đóng vai trò quan trọng, ai mình phải tiếp xúc nhiều, tương tác nhiều, ai thì không cần tương tác. Và khi tương tác thì phải xác định là mình cần cái thông tin nào, họ cần thông tin nào mà mình cung cấp cho họ. Rồi mình xác định cái người sử dụng sản phẩm cuối cùng nữa.
Để mà thực sự là các bạn, để mà duy trì một cái mối quan hệ đó thì các bạn phải biết là gì ạ? Cái thị trường của B2B là gì? Tại vì B2B thường là nhu cầu phái sinh. Tức là gì ạ? B2B người ta cũng đang kinh doanh. Cô mua vải từ chỗ các bạn và cô may ra những cái bộ quần áo cô bán ra thị trường, đúng không ạ? Là cô đang là B2B của các bạn đó. Nhưng cô sử dụng sản phẩm vải của các bạn để may lên một bộ quần áo để bán. Thì các bạn cũng phải biết được là cô bán cho ai để các bạn cung cấp cái sản phẩm nó phù hợp, để tạo ra được cái giá trị xứng đáng, giá trị nó phù hợp với cô, đúng không ạ? Tại vì cô cũng muốn là cô mua vải từ các bạn, cô may lên một bộ đồ cô bán nó chạy thì cô mới tiếp tục sản xuất kinh doanh được. Vậy thì các bạn cũng phải hiểu xem khách hàng là người sử dụng cuối cùng của các bạn là ai, để có thể tư vấn được cho cô đúng cái loại sản phẩm mà khách hàng nó muốn, đúng không ạ? Cái nhu cầu phái sinh đó. Hoặc là ngược lại, đúng không ạ? Hoặc là ngược lại, cô là người đi mua trong cái giao dịch B2B này thì cô cũng phải cung cấp cho các bạn cái thông tin về người sử dụng cuối cùng để các bạn hiểu, để tư vấn cho cô cái sản phẩm cần thiết. Đó, nó có cái mối quan hệ tương hỗ ha. Rồi là cái phương thức nhận diện quan hệ trong quan hệ ở khách hàng doanh nghiệp nó là gì ạ? Quan hệ trong quan hệ các bạn có thể hiểu là công ty cung cấp dịch vụ hoặc là lợi ích cho khách hàng và giúp cái khách hàng nhận ra một cách đầy đủ những người có vai trò khác nhau khi mà họ tham gia vào trong cái mối quan hệ này. Và các bạn phải gì ạ? Lôi kéo, tức là khi mà chúng ta có được mối quan hệ với người đi đi mua rồi, đúng không ạ? Mình tiếp cận với người đi mua rồi thì mình phải phải nhận diện quan hệ trong quan hệ, tức là đã có mối quan hệ với người đi mua rồi. Nhưng mà bây giờ để mà có thể tư vấn cho họ một cách tốt nhất á, thì là mình cần phải tiếp cận với cái người sử dụng sản phẩm nữa chẳng hạn, hoặc cần tiếp cận với cái người quản lý về cái kỹ thuật của công ty đó chẳng hạn. Vậy thì mình phải nhận diện, khai thác được thêm những cái mối quan hệ khác thông qua cái mối quan hệ đầu tiên, để chúng ta có thể tạo được cái giá trị tốt nhất, phục vụ một cách tốt nhất cho cái đối tượng khách hàng của mình. Rồi ở cái giai đoạn mà chúng ta phân biệt khách hàng á, thì chúng ta có thể có nhiều cách để phân biệt. Ví dụ như là phân biệt khách hàng theo giá trị, ví dụ như xét xét sale là cái doanh số, đúng không ạ? Doanh số của khách hàng mua đó, một cách đơn giản nhất nếu chúng ta xếp khách hàng theo giá trị. Tuy nhiên chúng ta xếp khách hàng theo giá trị thì chúng ta phải phải lưu ý đó là cái giá trị hiện tại của khách hàng là gì và giá trị trọn đời của khách hàng là gì. Thì cái giá trị hiện tại đó, hay còn gọi là thực tế đó, là mình xem đó là một cái tài sản của doanh nghiệp và chúng ta biết cái giá trị hiện tại này để mà chúng ta có thể dự đoán về hành vi tương lai của khách hàng. Đó, còn cái giá trị tiềm ẩn á, là giá trị mà khách hàng có thể mang lại nếu chúng ta áp dụng có ý thức một chiến lược để cải thiện nó. Vậy thì cái giá trị hiện tại đó chúng ta có thể hiểu là gì ạ? Là cái giá trị mà chúng ta định giá cho cái khách hàng này và chúng ta cho rằng cái giá trị này không có thay đổi trong môi trường cạnh tranh, tức là chúng ta có thể bán cho họ một cái chiếc tivi, đúng không ạ? Nếu như chúng ta chốt được cái deal này mà chuyển đổi được, convert được cái list này thì chúng ta sẽ chốt được một cái tivi. Còn giá trị tiềm ẩn là gì? Là giá trị mà khách hàng có thể mang lại nếu chúng ta áp dụng một cách có chiến lược để mà cải thiện và thay đổi hành vi của họ trong tương lai. Có thể là họ mua một cái tivi và họ mua thêm một cái tủ lạnh nữa, đúng không ạ? Và để làm được cái điều này đó thì chúng ta phải sử dụng cái nghệ thuật ở trong bán hàng và quản lý cái mối quan hệ khách hàng, đưa ra những cái chương trình, những cái tùy biến, những cái tương tác để dẫn dắt họ đi tới được cái kết quả là tăng thêm như vậy. Đó là giá trị tiềm ẩn chúng ta khai thác được. Còn giá trị trọn đời của khách hàng thì nó là giá trị hiện tại thuần của dòng đóng góp tài chính của khách hàng kỳ vọng trong tương lai cho doanh nghiệp, với giả định là việc kinh doanh không đổi, tức là mình cũng không bị phá sản mà khách hàng thì vẫn mua sản phẩm của mình cho tới hết vòng đời của họ. Và nó được quy về giá trị hiện tại.
thì cái giá trị trọn trọn đời khách hàng này đó thì chúng ta có cái công thức để tính ha. Tuy nhiên là tới cái nội dung đó chúng ta sẽ khai thác nó, là tìm hiểu nó kỹ hơn. Ở đây thì các bạn có thể hiểu là cái giá trị trọn đời của khách hàng này đó, đó chính là cái giá trị mà mình có thể khai thác được trong toàn bộ cái vòng đời của khách hàng. À, trọn đời tức là toàn bộ trong vòng đời khách hàng. Ví dụ như các bạn có thể thấy khách hàng này giờ 30 tuổi rồi, tới 60 tuổi còn 30 năm nữa chúng ta khai thác được cái gì ở họ, họ mua. Ví dụ như họ mua sẽ mua với cái chương trình quản trị khách hàng của mình đó, thì mình sẽ duy trì và khai thác được họ đóng góp cho mình được bao nhiêu, và quy cái giá trị này về cái giá trị hiện tại để chúng ta có thể là phân biệt khách hàng theo giá trị. À, hoặc là cái này là chúng ta thấy là chúng ta phân loại vậy nó mang cái tính gì các bạn, chiến lược nhiều hơn đúng không? Chúng ta phải nhìn được cái khả năng của khách hàng á, và thường là chúng ta áp dụng ở trong B2B. À, còn phân biệt khách hàng theo nhu cầu á thì nó phù hợp với việc là chúng ta tiếp cận khách hàng B2C hơn, thì chúng ta sử dụng công nghệ để phân loại khách hàng theo nhu cầu. À, sau đó chúng ta kết hợp mỗi nhóm với sản phẩm dịch vụ được cá biệt hóa theo một cái số đông thích hợp nào đó. À, tức là bây giờ các bạn sẽ phân loại ra dựa trên những cái thông tin mà khách hàng mà các bạn đã thu thập được, để các bạn phân loại khách hàng xem thử loại khách là khách hàng này họ có những nhu cầu về những sản phẩm nào. Ví dụ như họ thích những màu sắc, size, số lượng của họ như thế nào. À, sau đó thì các bạn sẽ cho họ vào một nhóm cùng với những khách hàng khác có cái gì ạ, có những cái đặc tính tương tự, và các bạn bắt đầu triển khai tiếp cận bán cho họ những cái sản phẩm được cá biệt hóa theo cái nhu cầu của họ. Và cái vấn đề khó khăn ở trong cái việc phân biệt khách hàng này đó là chúng ta làm thế nào để phân loại khách hàng theo nhu cầu một cách tốt nhất, tức là làm thế nào để mà phân đoạn thị trường hiệu quả. À, thì đối với khách hàng là người tiêu dùng á, thì các bạn thấy là cái niềm tin của họ dễ được gây dựng á, nó thiên về tâm lý, tức là các bạn nói hay, các bạn tác động, các bạn chăm sóc họ tốt á, thì họ sẽ tự dưng họ sẽ có cái tâm trạng tốt hơn, và họ sẽ tự nhiên có một cái sự gắn bó và mong muốn cam kết hoặc là tạo mối quan hệ đối với thương hiệu của các bạn. Tuy nhiên đối với khách hàng doanh nghiệp á thì họ lại có những cái giai đoạn kinh doanh khác nhau. Rồi là họ cũng có sự biến đổi trong kinh doanh. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy được cái sự thay đổi quá thông qua những cái báo cáo tài chính, hoặc là các công ty họ lại có những cái kiểu ra quyết định khác nhau, hoặc là kiểu những cái doanh nghiệp hoạt động theo cái quy trình quy luật khác nhau, ví dụ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh vân vân, đúng không ạ? Chúng ta đó là chưa kể tới những cái động cơ của cá nhân trong tổ chức đó, bao gồm ví dụ như là người đi mua, tính cách họ như thế nào, người ra quyết định sao, người phê duyệt hoặc là người xem xét, hoặc là những bên liên quan, nó rất là phức tạp đó. Cho nên là đó là một cái thử thách cho chúng ta khi mà chúng ta phân loại khách hàng theo nhu cầu, bởi vì nó có quá nhiều nhu cầu trong dữ liệu khách hàng. Cho nên là chúng ta phải xác định rõ đâu là tệp khách hàng mà mình muốn tới, muốn hướng tới đó. Thì thật ra là có thể đó là nhóm khách hàng nhỏ thôi, nhưng tiềm năng nó lớn, và cái chiến lược của doanh nghiệp của chúng ta có thể đáp ứng được, tức là chúng ta có thể cá biệt hoặc là khác biệt hóa cho cái nhóm đó, thì chúng ta vẫn có thể chọn cái nhóm đó ha, vẫn vẫn phân biệt ra và chọn cái nhóm đó là khách hàng mục tiêu của mình. Khi mà chúng ta tương tác với khách hàng thì mình lưu ý là sử dụng công nghệ nè để mà chúng ta tích hợp các cái điểm tiếp xúc để nhận dạng khách hàng, và lưu ý là phải nhận diện chính xác khách hàng để mà chúng ta giảm những cái chi phí tiếp cận và chi phí bán hàng của mình, chi phí chuyển đổi của mình ha. Và lưu ý là gì, cuộc đối thoại tiếp theo phải bắt đầu từ chỗ kết thúc lần trước để chúng ta theo theo đuổi kịp cái thông tin và cung cấp đúng cái thông tin, tránh bị miss cái thông tin cho họ. À, rồi sử dụng những cái công cụ tương tác tự động hóa, những cái phần mềm, những cái công cụ vân vân để mà chúng ta tận dụng và giảm những cái chi phí về nhân sự và chi phí bán hàng. À, ví dụ như là nhiều lắm các bạn ha, sử dụng gọi là matching engineer nè, rồi là
Engine nè, rồi reporting, tức là sử dụng những cái công cụ về thống kê nè, rồi phân tích nè, tự động hóa trong marketing nè, rồi sử dụng trung tâm liên hệ với khách hàng nè, rồi sử dụng cái công nghệ phân tích tự động theo vết tự động đó, dùng email tương tác với khách hàng, ví dụ như là các bạn theo vết với khách hàng, các bạn truy xuất xem để khách hàng click chuột vào những cái sản phẩm nào. Thì các bạn theo vết như vậy thì khi khách hàng vào trang web của các bạn á, thì nó sẽ tự động đẩy những cái sản phẩm nó lên trên đầu trang cho khách hàng xem chẳng hạn. Thì chúng ta sử dụng những cái công nghệ để mà hỗ trợ. Ở giai đoạn tùy biến á, thì chúng ta phải dựa trên cái sự hiểu biết của mình ở các cái phần trước để chúng ta có thể tùy biến cá biệt hóa theo khách hàng. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải xem thì chúng ta có thể tùy biến ở mức độ nào, đúng không ạ? Ví dụ như là có thể tùy biến theo cung ứng sản phẩm chuẩn hóa nhưng mà có thể cá biệt theo khách hàng. Ví dụ như là các bạn làm một cái bánh kem ra nhưng mà các bạn có thể trang trí khác nhau, hoặc là các bạn thiết kế cái sản phẩm để khách hàng có thể sửa đổi theo ý muốn của mình. Ví dụ như là các bạn thấy là các bạn mua gì ạ? Mua những cái đèn lắp, cái đèn gọi là không biết gọi là cái đèn gì nữa mà nó có rất nhiều màu á, các bạn mắc ở phòng khách á, và nó có những cái chế độ để mà các bạn tự về các bạn điều chỉnh qua cái app ở điện thoại đó. Các bạn có thể điều chỉnh màu sắc nè, các bạn có thể điều chỉnh mà khi mà các bạn bật lên xong nó chiếu xuống dưới sàn của các bạn theo cái hình gì đó thì là khách hàng về khách hàng tự điều chỉnh trên cái app đó theo một số những cái thiết kế có sẵn chẳng hạn, để mà chúng ta làm thế nào đó để mà vừa tối đa hóa cái việc đáp ứng theo từng cá nhân mà chúng ta vừa có thể đảm bảo được cái việc là tối thiểu hóa cái chi phí phát sinh khi mà chúng ta cá biệt hóa cho khách hàng. Rồi xác định các cái sản phẩm dịch vụ bao quanh khi mà chúng ta cung cấp sản phẩm, ví dụ như là chúng ta tách gói sản phẩm dịch vụ hoặc là sử dụng sản phẩm dịch vụ trọn gói hay không, rồi là bao gói cho khách hàng, giao hàng và sử dụng các cái quy trình logistics ha. Rồi những cái dịch vụ phụ thuộc của sản phẩm, ví dụ như là sửa chữa, bảo trì, rồi là điều chỉnh sản phẩm vân vân, thậm chí là hỗ trợ khách hàng ở đây, huấn luyện có nghĩa là chúng ta bày cho khách hàng á, training đó các bạn, training cho khách hàng về cái quá trình sử dụng hoặc là làm thế nào để tạo ra cái giá trị lớn hơn khi mà sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của mình, lập hóa đơn hoặc là những cái điều khoản thanh toán khác nhau cho mỗi khách hàng khác nhau. Vậy thì các bạn thấy là chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được thông qua những cái thứ nhỏ nhỏ liên quan đến cái sản phẩm, thì tùy theo mỗi loại khách hàng mà chúng ta có cái tùy biến như thế nào cho nó phù hợp, và tùy theo cái sản phẩm của công ty nữa ha. Trước khi đi qua cái nội dung đó là chúng ta sử dụng cái chiến lược quản lý quan hệ khách hàng, chúng ta thiết lập nó như thế nào á, tức là cái quy trình nó diễn ra làm sao á, thì cô sẽ trình bày cho các bạn thêm một vài cái mô hình lý thuyết về CRM nữa ha, để chúng ta có hiểu được và biết được nhiều cái mô hình tiếp cận khác nhau. Thì ngoài cái mô hình IDIC mà các bạn trình bày cũng như là cô vừa mới nhắc lại đó, thì chúng ta còn có một cái mô hình khác nữa, đó là mô hình chuỗi giá trị của Francis Bottle ha. Thì cái mô hình chuỗi giá trị này đó thì nó đi theo một cái quy trình gồm có 5 giai đoạn như các bạn thấy ở trên đây. Và để mà thực hiện được 5 cái giai đoạn này một cách hiệu quả đó, thì nó có thêm một số các cái điều kiện hỗ trợ. Thì 5 cái giai đoạn này đó thì các bạn cũng thấy là đầu tiên là phải phân tích hồ sơ khách hàng. Nhưng mà thật sự để mà phân tích hồ sơ khách hàng này thì các bạn cũng phải có một cái giai đoạn trước đó, phải có hồ sơ khách hàng để phân tích mà, đúng không ạ? Cho nên nó phải có một cái giai đoạn là thu thập, đúng không? Thu thập cái thông điệp, cái dữ liệu của khách hàng, phải tìm hiểu, tức là nhận diện á, nhận diện đó, nhận diện khách hàng mà thu thập dữ liệu của khách hàng, và từ cái hồ sơ đó chúng ta mới phân tích thì chúng ta cũng sẽ chia thành những cái nhóm khách hàng khác nhau. Rồi phát triển các cái mạng lưới, thực hiện cái sự giao lưu, rất là tương tác ha, tương tác với khách hàng để thực hiện chuyển đổi bán hàng, sau đó phát triển cái mạng lưới dựa trên những cái khách hàng mà mình đã chuyển đổi được.
Rồi chúng ta sẽ cái phát triển, cái phát triển hoặc là cái phát biểu cái giá trị đó, có nghĩa là cái giai đoạn mà chúng ta quản lý, tức là chúng ta xác định được cái giá trị vòng đời của khách hàng, cái giá trị của khách hàng là bao nhiêu, nó để xếp nó vào cái loại nào đó, và quản lý vòng đời của khách hàng để mà chúng ta có thể khai thác được cái giá trị từ cái vòng đời này một cách hiệu quả nhất. Thì để mà làm được điều này đó, thì đầu tiên các bạn cũng thấy là cái sự lãnh đạo và văn hóa, tức là cũng phải có một cái tầm nhìn chiến lược và cái sự thay đổi trong cái quan điểm về về quản lý của một cái công ty. Rồi thứ hai nữa là vẫn phải có dữ liệu và sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ, đúng không ạ? Rồi con người và các quy trình thì cho phép cái chiến lược kinh doanh này hoạt động một cách hiệu suất và hiệu quả hơn. Tức là các bạn cũng thấy là nó cũng tương tự như cái mô hình kia thôi, đúng không ạ? Cái nền tảng của nó thì vẫn là sự thay đổi ở trong cái sự nhận biết cũng như là cái quan điểm của người quản lý nè, quan trọng về cái big data nè và công nghệ thông tin, rồi là con người để cung cấp cái dịch vụ và các cái quy trình để mà có thể hoạt động một cách hiệu quả. Đó là cái mô hình về chuỗi giá trị. Cái mô hình thứ hai mà cô muốn cung cấp thêm cho các bạn. Để làm nó to to ra tí, nhìn cho nó dễ ha. Các bạn thấy vậy, đây vẫn là mô hình mô hình chuỗi giá trị nha các bạn nha. Mô hình chuỗi giá trị thì cụ thể nè, cụ thể các bạn thấy là trong năm cái giai đoạn đó thì các bạn thấy là mình cũng phải là phân biệt, tức là chúng ta phân khúc khách hàng mục tiêu nè, đúng chưa? Rồi tập trung vào các cái quản lý về bán hàng nè, rồi quan tâm tới việc là phân tích các công cụ để phân tích dữ liệu khách hàng nè, rồi phân tích gì các bạn, gọi là phân tích chung về cái môi trường kinh doanh của chúng ta, sử dụng các công cụ như là SWOT này, PES này, hoặc là gọi là năm lực lượng ở cạnh tranh của Michael Porter này, hoặc là sử dụng cái ma trận BCG này, đúng không ạ? Rồi ở trong cái giai đoạn mà chúng ta giao lưu với khách hàng á, thì chúng ta phải phát triển cái cơ sở dữ liệu khách hàng nè, rồi là cơ sở dữ liệu bên trong, cơ sở dữ liệu bên ngoài. Nói chung là ở cái phần này chúng ta sẽ quan tâm tới việc là tạo ra cái cơ sở dữ liệu, tạo ra cái cơ sở dữ liệu và thực hiện giao lưu khách hàng ở trong cái giai đoạn này. Giai đoạn phát triển mạng lưới thì chúng ta phải có cái hệ thống quản lý mạng lưới, và gọi là hiểu được cái người mua, hiểu được cái người mua. Rồi là nhà cung ứng, hiểu được nhà cung ứng, nhà đầu tư cũng như là đối tác của mình, những cái mạng lưới hỗ trợ, rồi là các cái hệ thống về thương mại điện tử cũng phải quan tâm. Giai đoạn tạo ra phát biểu cái mệnh đề hoặc là cái giá trị đó thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái gọi là cái giá trị, cái nguồn giá trị của khách hàng, cái giá trị gọi là giá trị vòng đời của khách hàng đó. Rồi là từ cái chuỗi giá trị này đó thì chúng ta sẽ cung cấp cái sản phẩm hoặc dịch vụ, tức là sử dụng cái 4B hoặc là cái 7B đó để mà chúng ta cung cấp cho khách hàng, gọi là cá biệt ha, customization, nó cá biệt hóa ra để mà chúng ta có thể phục vụ họ một cách hiệu quả nhất, rồi là tăng cái trải nghiệm của khách hàng, rồi là tối ưu hóa những cái quy trình vân vân, rồi để mà chúng ta có thể đi được tới cái bước là quản trị cái vòng đời của khách hàng. Vậy thì ở trong cái giai đoạn quản trị vòng đời của khách hàng này đó thì chúng ta cần phải đặt ra các cái KPI, tức là phải hiểu về khách hàng của mình ha, rồi là cái dự định của khách hàng ở trong tương lai, cái quá trình mà chúng ta phát triển khách hàng của chúng ta như thế nào, và tổ chức các cái hoạt động hỗ trợ cũng như đưa ra các cái chiến lược ở trong cái giai đoạn này để có thể quản lý vòng đời khách hàng một cách hiệu quả nhất.
Cái mô hình thứ hai mà cô muốn đưa thêm cho các bạn tìm hiểu đó là cái mô hình 5 quá trình. Mô hình này thì của Ariane Bayer và Penny Froh. Thì mô hình này thì các bạn nhìn thấy nó rất là phức tạp, đúng không ạ? Tuy nhiên là các bạn cũng sẽ thấy nó sử dụng nhằm 5 cái nhóm, 5 cái nhóm công cụ chủ yếu và qua các cái giai đoạn tương tự như là mô hình của Francis Bustle ha. Thì đầu tiên á thì các bạn cũng thấy là gì ạ? Phải hiểu, phải có được cái tầm nhìn trong kinh doanh và hiểu được cái đặc trưng của công nghiệp và cạnh tranh, tức là mình phải phân tích và hiểu được cái vị thế cạnh tranh của mình. Rồi là cũng phải lựa chọn được cái khách hàng đặc trưng, tức là phải phân loại và chọn được cái phân khúc khách hàng mục tiêu của mình một cách đúng đắn nhất. Quá trình khởi tạo giá trị nè, thì phải quan tâm tới việc là khách hàng cần cái gì. Tuy nhiên ở cái mô hình này á thì người ta lại quan tâm hơn tới cái việc là co-creation, tức là cả bên doanh nghiệp và bên khách hàng phải tương tác ở trong cái giai đoạn này để mà tạo ra được cái giá trị, tức là phát biểu giá trị, định hướng cái giá trị đó, thì không phải là do doanh nghiệp tạo ra mà tương tác với khách hàng, tức là khách hàng cũng góp phần vào việc là nói lên cái quan điểm hoặc là tạo ra cái giá trị này. Rồi sau đó thì sau khi đã tạo ra được cái giá trị này rồi đó, thì chúng ta cũng sử dụng cái quá trình tích hợp đa kênh, ví dụ đội ngũ bán hàng nè, trực tiếp và gián và offline và online, quản lý các cái kênh hỗn hợp này. Rồi là có cái giai đoạn là chúng ta đánh giá cái quá trình và cái hiệu năng, tức là chúng ta phải đánh giá cái quá trình thực hiện này xem thử là nó có đạt hiệu quả hay không, nó chưa đạt hiệu quả ở chỗ nào để chúng ta có thể thay đổi nó, và giám sát tất cả các hoạt động này. Và một cái yếu tố không thể thiếu nữa thì nó vẫn là gì các bạn? Dữ liệu, đúng không ạ? Ở cái phần dưới đó các bạn thấy là kho dữ liệu đó, bộ nhớ hay còn gọi là bộ nhớ doanh nghiệp á. Thì các bạn thấy là có hệ thống công nghệ thông tin này, các công cụ phân tích này, làm thế nào để thu thập được cái dữ liệu này, ứng dụng này, vân vân. Nó cũng tương tự, thật ra là các cái nền tảng nó phải dựa trên các cái quy trình cơ bản ha. Rồi cái mô hình tiếp theo đó là cái mô hình năng lực, cái mô hình CM năng lực của Gartner. Thì ở đây các bạn thấy nó có một số các nhóm yếu tố mà chúng ta cũng thấy được nó rất là gần gũi và nó tương tự như cái mô hình kia. Một đầu tiên là gì ạ? Cái tầm nhìn của CM, tầm nhìn của người lãnh đạo đó, rồi cái văn hóa về tổ chức nè, rồi những cái chuỗi giá trị đó, thì mình cũng phải thấy được là gì ạ? Phải 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 thay đổi được, đầu tiên là cái này, phải nhận thức được đầu tiên là cái này. Bạn đợi chút xíu, cô cắm cái sạc pin đã nha, máy tính sắp hết pin. Thì cái đầu tiên các bạn cũng thấy đó là chúng ta phải cái mô hình Gartner này là các bạn biết nó ở đâu ra không? Nó từ một cái công ty chuyên nghiên cứu tư vấn, và nó có đội ngũ lần tới hiện tại là phải gần 2.000 nhà phân tích nghiên cứu và tư vấn cho hơn 100 quốc gia về cái vấn đề, tức là nó là một cái công ty cung cấp cái nền tảng, cái dịch vụ về CRM và tư vấn cho các công ty trên toàn thế giới đó. Họ đưa ra cái mô hình này thì các bạn thấy là thực ra nó có 8 cái nhóm mà mình phải quan tâm, và nó cũng cung cấp cho các cái doanh nghiệp, đó là cái đầu tiên là phải thay đổi về cái quan điểm của mình trước cái đã. Thứ hai là chúng ta phải định hướng cái chiến lược của CRM của mình về phân khúc khách hàng mục tiêu nè, đúng không ạ, vân vân. Cái thứ ba là cái quy trình đó, đúng không ạ? Cái quy trình CRM thì chúng ta cũng phải có cái sự có kiến thức, đúng không ạ? Về quản lý nè, rồi là chúng ta cũng phải quan tâm tới cái vòng đời của khách hàng, rồi là cái giá trị về cái sự trải nghiệm của khách hàng, thiết kế cái trải nghiệm của khách hàng một cách có giá trị,
thì chúng ta phải hiểu được khách hàng, rồi là kiểm soát được cái sự hài lòng của họ và cái sự hài lòng của họ so với đối thủ cạnh tranh của mình, rồi là sử dụng quan tâm tới cái sự cộng tác cũng như là những cái thông tin phản hồi của khách hàng. Cái yếu tố thứ năm và cái yếu tố thứ sáu mình cũng thấy đó là gì các bạn, cần có big data và gì các bạn, và công nghệ để hỗ trợ. Rồi là chúng ta cũng phải đo lường cái đội ngũ và cái chi phí để mà phục vụ khách hàng, cũng như là tổ chức một cái mạng lưới ha, trong cái nội bộ doanh nghiệp, nội bộ doanh nghiệp, rồi là đo lường các cái kỹ năng vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả các cái mô hình á, thì nó cũng đều không thể nào, có thể là phát triển thêm thôi, nhưng mà nó không thể nào bỏ qua được cái vấn đề là chúng ta phải có cái gì ạ, phải có một cái tầm nhìn đúng không, phải có một cái chiến lược, phải có một cái sự hiểu biết về khách hàng, phải có cái sự lưu trữ về thông tin cũng như là công nghệ để mà hỗ trợ trong cái quá trình chúng ta vận hành cái CRM này. Rồi vậy thì cái chiến lược quản trị quan hệ khách hàng là gì? Thì nó là bao gồm một cái tập hợp gồm các cái mục tiêu định hướng hoạt động của doanh nghiệp, cũng như là các cái hoạt động của chúng ta trong việc chúng ta xây dựng, phát triển cũng như duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, để mà hai bên cùng có được những cái giá trị nó thích đáng để chúng ta có thể là đạt được cái mục tiêu. Để mà chúng ta có thể xây dựng được cái chiến lược quản lý quan hệ khách hàng á, thì trước khi chúng ta xây dựng chiến lược thì chúng ta phải xác định được mục tiêu đúng không ạ? Trước khi các bạn làm cái gì thì các bạn cũng phải biết mục tiêu của mình là gì. Và người ta có câu nói là nếu mà chúng ta biết được mục tiêu của mình rồi đó, xác định được đúng mục tiêu thì có nghĩa là chúng ta đã đi được 50% đoạn đường rồi. Sau khi xác định được mục tiêu đó thì chúng ta phải phân tích tình hình nguồn lực hiện tại, ngành kinh doanh, rồi tất cả mọi thứ liên quan, môi trường kinh doanh, mọi thứ để mà chúng ta có thể dựa trên đó chúng ta thiết kế được một cái chiến lược nó phù hợp. Tại vì không phải là công ty nào cũng giống công ty nào, hoặc là công ty nào cũng ngành nào cũng giống ngành nào cả. Thì mặc dù là mỗi công ty, mỗi ngành nó sẽ có cái quy trình cụ thể khác nhau, tuy nhiên là dựa trên ba cái bước hồi nãy mà chúng ta nêu ra đó, thì chúng ta cũng thấy được là khi mà chúng ta xây dựng cái mục tiêu đó, thì mục tiêu của chúng ta phải đạt được một số các cái tiêu chí như sau. Thứ nhất là phải duy trì được đúng không ạ, phải đo lường được cái hiệu quả, tức là đạt được cái điều gì, nó qua cái mô hình RIS model đó các bạn. Thì cái đầu tiên là chúng ta phải duy trì cái điều gì đúng không ạ, phải xác định được là chúng ta muốn cái điều gì. Thứ hai là cái hiệu quả chúng ta đạt được là gì, hiểu rõ được. Thứ ba là chúng ta phải hiểu rõ được quy trình là như thế nào. Và cuối cùng thì khi mà chúng ta đã đạt được ba cái giai đoạn này rồi đó, thì chúng ta sẽ đi được tới cái giai đoạn là penetration, tức là cái này trong tiếng Việt nó có nghĩa là nó thấm vào á các bạn, tức là nó trở thành một cái gì đó, là một cái ý nghĩa trong việc kinh doanh của một cái doanh nghiệp luôn ha. Ở đoạn phân thì chúng ta sẽ thấy được rằng là chúng ta phải đánh giá những cái thất bại của chiến lược CRM trong quá khứ, hoặc nếu như chúng ta chưa có chiến lược CRM thì chúng ta phải đánh giá được những cái gọi là những cái khó khăn ha, những cái chướng ngại mà chúng ta gặp phải trong quá khứ khi mà chúng ta chưa sử dụng CRM là gì. Tại vì chúng ta muốn khắc phục những cái đó mà, cho nên là chúng ta phải biết được cái việc là chúng ta đang gặp phải cái khó khăn gì. Rồi là thứ hai là chúng ta phải đánh giá cái nguồn lực cho chiến lược CRM.
đánh giá, thì các bạn phải thấy được rằng là doanh nghiệp của chúng ta có cái khả năng thực hiện ở mức độ nào. Ví dụ như là về tài chính, về nhân sự, về cái việc là cái khả năng tiếp cận đúng không ạ, rồi các cái chiến lược liên quan khác để hỗ trợ. Ví dụ những công ty nào người ta đã sử dụng digital marketing rồi đó, thì người ta kết hợp trên cái CRM nó rất là hiệu quả, bởi vì cái truy vết và cái dò dữ liệu khách hàng á các bạn dễ lắm. Nhưng mà những công ty hoặc là những cái cửa hàng mà trước giờ chưa có đụng chạm gì tới tới công nghệ hết á thì nó lại là cái vấn đề khác. Rồi là chúng ta cũng sẽ phải đánh giá cái sức mạnh của mối quan hệ đối với khách hàng. Ví dụ như là khách hàng được gì từ cái chiến lược CRM này, rồi khách hàng giá trị mà khách hàng nhận được trong tương lai á khác gì so với hiện tại. Tức là khi mà chúng ta áp dụng được cái mô hình này vô rồi á thì khách hàng sẽ được lại cái điều gì? Đó. Và ở đoạn này đó thì chúng ta nên làm gì ạ? Thì mà doanh nghiệp cung ứng cho khách hàng, và cái vấn đề là cái hình ảnh này đó, cái sự thay đổi này đó, cái ưu điểm này thì khách hàng cũng phải nhận rõ được thì nó mới mang lại cái hiệu quả. Trong cái giai đoạn xây dựng á thì đó chính là cái khớp nối chiến lược giữa CRM và chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing. Thì đầu tiên chúng ta phải phân đoạn khách hàng theo giá trị và tạo cái giá trị cho khách hàng, phân bổ nguồn lực theo các cái phân đoạn. Tức là chúng ta, các bạn có thể hình dung đơn giản là gì ạ? Chia nhóm khách hàng ra rồi phân bổ nguồn lực theo phân đoạn khách hàng này. Ví dụ nguồn lực về nhân sự, cái tần suất theo đuổi khách hàng, rồi là những cái chương trình bán hàng chiến lược, cái sự tùy biến theo từng khách hàng, đúng không ạ? Theo từng cái phân đoạn khách hàng này cho nó phù hợp. Và chúng ta cần phải quản lý cái chu kỳ đời sống khách hàng. Chúng ta phải có cái tầm nhìn xa, đúng không ạ? Chúng ta phải thấy được là cả cái vòng đời khách hàng này nó mang lại cái điều gì cho mình. Đánh giá được cái này đó thì chúng ta mới xác định được là cái chiến lược chúng ta cần đầu tư cho mỗi nhóm khách hàng là như thế nào và tới mức độ nào. Chúng ta phân tích khách hàng thì chúng ta cũng phải hiểu được là khách hàng họ coi trọng cái giá trị gì nhất trong mối quan hệ với mình, đúng không? Họ quan trọng tới với cái điều gì, vì sao mà họ muốn thiết lập cái mối quan hệ với mình, do giá mình rẻ hay là do là mình giao hàng mình làm việc uy tín, hay là sản phẩm của mình là sản phẩm chất lượng nhất, đúng không ạ? Họ quan tâm tới điều gì thì mình phải hiểu được cái vấn đề đó để mình lên được những cái chương trình phù hợp. Rồi sau khi mà chúng ta phân tích được rồi đó thì chúng ta sẽ lựa chọn cái chiến lược CRM theo quá trình phát triển mối quan hệ đó. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có quan hệ trao đổi hơn, mua một lần, sau đó là phát hiện triển theo mối quan hệ lâu dài, mua theo thói quen, tới mua lặp lại. Còn quan hệ đối tác đó, thì chúng ta thấy là nó sẽ trở thành một mối quan hệ nó gần gũi hơn, cùng hợp tác với nhau. Ví dụ như là cả hai bên cùng có lợi, là các bạn sẽ có những cái chương trình customization riêng cho họ thì họ sẽ thấy rõ được cái điều đó hơn, cho nên là họ sẽ gắn bó với các bạn nhiều hơn. Còn đối tác chiến lược á, thì thường là B2B, nó mang cái tính chất là kinh doanh lâu dài với nhau á, hợp tác á, đúng không ạ, và thu được cái lợi ích lâu dài và cùng chia sẻ cái rủi ro trong quá trình mà chúng ta duy trì mối quan hệ với nhau. Thì cái sự phát triển của cái chiến lược CRM theo quá trình phát triển mối quan hệ này, nó sẽ thông qua một số các cái giai đoạn như sau. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn biết nhau, tức là giai đoạn nhận diện khách hàng. Thì đây nó tương ứng với cái giai đoạn là chúng ta làm thế nào để thu hút khách hàng ha. Thu hút khách hàng để khách hàng đến với doanh nghiệp của mình.
Rồi chúng ta sẽ đến giai đoạn là thăm dò khám phá, tức là chúng ta phải đi hiểu hiểu khách hàng này, và dựa trên cái sự hiểu biết đó là chúng ta sẽ thiết lập cái mối quan hệ rồi mở rộng mối quan hệ này. Sau đó nó sẽ tới giai đoạn cam kết và nó sẽ tới cái giai đoạn gọi là dissolution, gì đó nó gọi là hòa mình đó, nhưng mà mình có thể hiểu là gọi là một đi tới giai đoạn gọi là cam kết với nhau và trung thành với nhau rồi đó. À, thì các bạn thấy là tương ứng với mỗi giai đoạn như vậy đó, thì chúng ta sẽ phải làm cái gì? À, thì giai đoạn đầu tiên nó sẽ ứng với việc là chúng ta xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, rồi chúng ta sẽ phân tích thống kê lựa chọn để làm cái gì, để chúng ta đa phân nhóm khách hàng ra đó, rồi chúng ta sẽ xây dựng các cái mối quan hệ và xây dựng như thế nào cho nó hiệu quả thì dựa trên cái việc chúng ta khai thác các cơ sở dữ liệu, rồi duy trì mối quan hệ với khách hàng thì chúng ta sẽ thực hiện và xử lý những cái giao dịch mua bán cũng như là tăng cường cross sell upsell, rồi đánh giá hiệu quả của mối quan hệ và làm thế nào đó phát triển cái sự tin cậy và cái độ cam kết ở trong cái mối quan hệ này. Phát triển mối quan hệ khách hàng thì chúng ta cần phải đánh giá xem thử là nhóm khách hàng nào thì phải đưa vào cái chiến lược phát triển mối quan hệ. Tại vì khi mà các bạn làm những cái này các bạn phải tốn tiền mà, các bạn phải tốn cái chi phí mà. À, ví dụ đơn giản như các bạn tặng họ một cái voucher hoặc các bạn gọi cho họ cuộc điện thoại gì đó thì các bạn cũng phải tốn thời gian, phải tốn chi phí để mà các bạn làm cái việc đó. À, rồi trong cái giai đoạn cuối cùng á, thì chúng ta tập trung khai thác khách hàng và phát triển cái lòng trung thành của họ để mà họ có thể đưa tới cho chúng ta nhiều khách hàng hơn. À, cụ thể hơn ở mỗi cái đặc điểm của mỗi giai đoạn nè, thì ở giai đoạn đầu tiên là giai đoạn biết nhau thì người mua thì thông thường họ sẽ đặc điểm của người mua vào cái giai đoạn này thì thường là họ đâu có trung thành đâu, đúng không ạ? Họ mới biết thôi thì họ sẽ tìm kiếm các cái nguồn cung ứng khác nhau. Người bán cũng vậy, người bán cũng phải đi tìm coi ai là khách hàng mục tiêu của mình, chứ không phải mình gặp ai mình cũng hú họ vô họ kêu họ mua, đúng không? Và chúng ta cũng tìm cách thu hút cái người mua triển vọng và đúng cái người mua của mình. Thì ở trong cái giai đoạn này nè, cái danh tiếng và hình ảnh rất là quan trọng. Gọi là cái hình ảnh thương hiệu á, hoặc hình ảnh thương hiệu và cái cách mà các bạn tung thông tin ra, tức là cách các bạn làm marketing, đó, cách các bạn quảng cáo bằng những cái kênh, bằng những cái hình thức nào đó để tiếp cận với đúng khách hàng mục tiêu của mình thì rất là quan trọng. Và trong cái giai đoạn này đó, chúng ta cũng bắt đầu xây dựng sẵn cái cơ sở dữ liệu khách hàng khi mà chúng ta tương tác với họ. Giai đoạn khám phá đó, khám phá này là khám phá lẫn nhau á ha. Thì tại vì mình cũng không biết được là cái khách hàng này có phải là khách hàng mình có thể thiết lập mối quan hệ hay không. Cho nên là mình và khách hàng cũng vậy, khách hàng cũng không biết được là mình mua hàng cái chỗ này liệu là sau này là họ mình có thể là tiếp tục mua hàng hay không, người ta đâu có biết đâu. Cho nên là ở trong giai đoạn này người mua có thể thực hiện hoạt động mua, nhưng mà ở đây có thể là mua thử thôi, tức là họ muốn thử cái khả năng cung ứng của bên bán, nhưng mà họ chưa có bất cứ cái cam kết nào, hay còn gọi là cái giai đoạn mà người mua thử nghiệm nhà cung ứng. Và mình cũng vậy, trong cái quá trình khám phá này khi họ mua hàng á, thì mình cũng phải phân tích và đánh giá người mua, xếp loại và chọn lọc người mua, xem nữa là người mua này có khó tính hay không, cái lượng hàng hóa của họ như thế nào, họ có khả năng mua lặp đi lặp lại hay không, à, rồi là cái khả năng thanh khoản của họ ra làm sao, vân vân, mình cũng phải phải quan tâm và khám phá những cái vấn đề này. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn thiết lập mối quan hệ đó, thì trong cái giai đoạn này đó, người mua sau khi mua thử nghiệm xong, một là họ đi luôn, đúng không ạ? Nếu như là họ xác định được người bán ở trong mối quan hệ này không phù hợp, còn nếu như họ hài lòng, họ thấy phù hợp thì họ xem xét chính thức hóa mối quan hệ để họ tiếp tục mua thêm. Thì cái người bán á, họ cũng phải dựa trên cái cơ sở dữ liệu khách hàng để mà hoàn thiện được cái quyền và cái trách nhiệm của mỗi bên. Ví dụ như là chúng ta hoàn thiện hoặc là thiết lập các cái điều khoản trong hợp đồng và thiết lập những cái mối quan hệ, những cái ưu đãi dành cho khách hàng của mình chẳng hạn. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn mở rộng, tức là chúng ta tìm hiểu và khám phá những cái lợi ích của việc thiết lập mối quan hệ lâu dài. À, thì trong cái giai đoạn này đó, thì người bán
chủ yếu là hoạt động của người bán sẽ duy trì và phát triển cái mối quan hệ dựa trên các cái tương tác hoặc là những cái ưu đãi, những cái chương trình, những tức là chúng ta phải nghĩ ra các cái hoạt động tương tác để mà chúng ta lôi khách hàng sâu hơn vào trong cái mối quan hệ này. Ở trong cái giai đoạn cam kết đó thì các bạn thấy là chúng ta cần phải gia tăng được cái sự thích nghi, và đối với người bán đó thì chúng ta cần phải đánh giá hiệu quả của mối quan hệ và đầu tư cho mối quan hệ này. Tức là ở đây chúng ta thực hiện cái customization nó cao hơn so với cái giai đoạn đầu nữa và bắt đầu khai thác mối quan hệ của khách hàng. Ví dụ như các bạn có thể là chia sẻ những cái thông tin, những kế hoạch, những mục tiêu, hoặc là cùng nhau làm việc qua nhiều những cái giao dịch, thì cái quá trình mua này nó cũng có thể là trở nên tự động hóa rồi. Và mục tiêu và vai trò tham gia và tất cái lợi ích khi tham gia vào mối quan hệ này cả hai bên đều hiểu rõ rồi, và cả hai bên cùng đi tới cái giai đoạn cam kết và đầu tư cho mối quan hệ. Còn cái giai đoạn trung thành này á, nó sẽ đi song song với giai đoạn giải tán luôn ha. Trung thành này đó thì các bạn thấy là khách hàng họ rất là gọi là trở thành đối tác của mình luôn rồi, tức là họ mình có thể là có những cái chiến lược khai thác cái lòng trung thành và giữ được khách hàng một cách rất là dễ và rất là hiệu quả ha, và khai thác được cái giá trị vòng đời của họ. Tuy nhiên là cái vấn đề trong cái giai đoạn số 6 này, ngoài cái việc trung thành đó thì cái vấn đề giải tán, tức là họ mất tiêu, nó cũng có thể diễn ra vào bất cứ lúc nào. Và thậm chí là cái giai đoạn giải tán này nó có thể diễn ra trong bất cứ giai đoạn nào ở trong 6 giai đoạn này, chứ không phải chỉ riêng trong cái giai đoạn trung thành. Nhưng mà để tới giai đoạn trung thành mới giải tán thì đó là chúng ta mất mát rất là nhiều, bởi vì chúng ta đầu tư nhiều vào. Cho nên là chúng ta cần phải cố gắng kiểm soát được và xác định được nhóm khách hàng nào là nhóm khách hàng chúng ta cần đầu tư để dẫn họ đi đến trung thành, chứ không phải ai cũng dẫn họ đi đến trung thành. Cái việc mà chấm dứt mối quan hệ hoặc là giải tán này đó có thể là phát sinh nhiều nhiều nguyên nhân ở mỗi giai đoạn khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ như là mối quan hệ không tốt về một cái vấn đề gì đó, về sản phẩm không phù hợp hay là dịch vụ không phù hợp, hoặc là mâu thuẫn về văn hóa tổ chức, hoặc là khách hàng đơn giản thì là thay đổi nhu cầu không sử dụng nữa, đúng không? Ví dụ bây giờ các bạn đang sử dụng bếp ga, giờ các bạn chuyển qua sử dụng bếp từ, các bạn xây nhà mới bạn sử dụng bếp từ, tất nhiên các bạn không mua ga nữa rồi. Đó, rồi là thậm chí là bị đối thủ cạnh tranh giành giật, rồi là khách hàng bị phá sản hoặc khách hàng chuyển đi nơi khác, khách hàng chết vân vân, thì đó nó cũng có thể diễn ra vào bất cứ một cái giai đoạn nào. Thì đó là những cái rủi ro mà chúng ta cũng phải kiểm soát để mà chúng ta định được cái giá trị mà chúng ta đầu tư cho các mối quan hệ là tới mức độ nào. Thì nếu như chúng ta để tới cái giai đoạn cam kết và trung thành rồi mới giải tán thì cái khoản đầu tư cho mối quan hệ nó có thể ảnh hưởng rất là lớn tới doanh nghiệp của mình, và thậm chí là ảnh hưởng rất là lớn tới hai bên luôn. Ví dụ như là cái việc giải tán này có thể là từ phía khách hàng, nhưng cái việc giải tán này cũng có thể bắt nguồn từ doanh nghiệp. Ví dụ như là mình cảm thấy là mình có một khách hàng nào đó tốt hơn, hoặc là khách hàng của mình người ta chậm trả nợ nhưng mình quá mạnh, hút tiền vốn mình xoay về mình không bán hàng cho họ nữa, đúng không ạ? Thì cái người khách hàng đó cũng bị thiệt thòi, bởi vì họ trước giờ mua hàng chỗ mình và được mua nợ, vậy giờ mình không bán hàng cho họ nữa, họ không biết mua ở đâu hết trơn, đúng không ạ? Vậy thì đó là cái sự thiệt thòi cho cả hai bên trong mối quan hệ, chứ không phải chỉ là một bên ha. Rồi, cái nội dung tiếp theo mà cô muốn trao đổi với các bạn đó là chúng ta làm thế nào để cá nhân hóa được cái mối quan hệ trong quản trị khách hàng, quản trị mối quan hệ với khách hàng. Tức là chúng ta nói tới cái vấn đề là customization, tức là chúng ta tùy biến đó các bạn ha, chúng ta tùy biến đó. Thì buổi ngày hôm sau, tức là tuần sau, tại vì là tuần này thì thứ tư chúng ta nghỉ rồi, cho nên là buổi tuần sau thì chúng ta trước khi đi vào nội dung tiếp theo của nhóm số 5 và số 6 á, thì chúng ta sẽ trao đổi về cái vấn đề chiến lược cá nhân hóa mối quan hệ trong CRM, hoặc là có thể là hai nhóm trình bày trước rồi chúng ta sẽ trao đổi gì đó,
tại vì có thể là một trong hai nhóm sẽ chuẩn bị về cái phần này, thì các bạn trong lớp cứ cô sẽ đưa cái vấn đề này lên trên diễn đàn ha, để chúng ta trao đổi, vì chúng ta có cả tuần nữa lận, thì cô sẽ tối hoặc là mai gì đó cô sẽ đưa cái câu hỏi lên trên diễn đàn và vấn đề này lên trên diễn đàn để chúng ta cùng trao đổi, bởi vì bữa giờ cũng thấy diễn đàn hoạt động gì nhiều lắm ha. Rồi vậy thì ở trong cái buổi học ngày hôm nay thì cô cũng đã khái quát hóa lại cho các bạn những cái nội dung mà hai nhóm đã trình bày. Hy vọng là các bạn đã có được một cái nhìn nó cụ thể hơn và nó rõ ràng hơn một chút xíu về cái CIM này. Cô chỉ hy vọng ở cái mức độ đó thôi. Tại vì thật ra đây là một cái nội dung nó khó và nó hơi trừu tượng nếu như các bạn không bắt tay vào các bạn làm. Thậm chí những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ khi bắt tay vào làm rồi mà cũng không biết là CIM là cái gì và mình đang làm đúng hay làm sai hay là mình đang ở chỗ nào, đúng không ạ? Bởi vì là nó kết hợp bởi nhiều thứ lại với nhau, vừa chiến lược, vừa tác nghiệp, vừa ứng dụng công nghệ, vừa tự động hóa, rồi vừa thay đổi cả quy trình, rồi nói chung rất là nhiều thứ. Cho nên là các doanh nghiệp họ có thể ứng dụng được một trong vài cái xong họ cứ nghĩ như vậy là CIM rồi, nhưng mà thật ra là chưa, hoặc là chưa mang lại hiệu quả. Thì cô hy vọng là các bạn đã có thể khái quát được và có một cái hiểu cơ bản về CIM trước khi chúng ta đi qua những cái phần khác. Rồi, như vậy ngày hôm nay chúng ta có thể kết thúc cái phần lý thuyết ở đây ha các bạn ha. Và các bạn vào để điểm danh ha. Cô sẽ mở cái phần điểm danh ra cho các bạn. Hiện tại là vẫn còn đang truy cập được đó mấy đứa, cho nên là anh thủ vô điểm danh không, thôi lát nữa trường mình cấp điện hay gì đó là không vô được.